cùng là sinh lý yếu, nhưng có thằng bị tâm lý, có thằng thì bị súng, vì vậy nó đều quy vào tội sinh lý yếu. Hôm qua cãi vợ lên tự nhiên là nó chết theo con này, chứ hôm qua thề với bạn là nấu cơm đầy đủ cho vợ thì không bao giờ nó chết cả. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là không cần dùng máy khò máy hàn có thể thay được con IC này. Ok, chào bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái bệnh mà trong quá trình các bạn sửa chữa có thể là rất đơn giản để các bạn không tốn chi phí, và cái này thì các bạn sẽ áp dụng cho tất cả các main PC nhé, không quan trọng nó là dạng socket nào, nhưng đây được tiện là có một cái main đời cổ là Foxconn G31MV, vì vậy là mình làm cho các bạn để có các bạn có thể ứng dụng cho các dòng main khác. Đây nhá, các bạn nhìn nhá, cái này thì cả người thợ và người sử dụng đều có thể ứng dụng trong quá trình sửa chữa được nhá. Cái này sẽ phải quay bắt nét cả cái fan nhá. Đây mình kích nguồn này. Đó, các bạn nhìn thấy cái fan này nó quay khoảng 0,5 giây. Sau đó nó ngắt, đúng không ạ? Ok chưa các bạn? Bây giờ thì các bạn sẽ rút cái rắc đây ra. Đây là rắc 12V, có nghĩa là lấy nguồn 12V cấp vào nuôi cho con Cebu của các bạn. Sau đó các bạn kích lại. Các bạn nhìn nhá. Kích bình thường đúng không ạ? Vậy là chúng ta bị chạm chập đường 12V của cái nguồn Cebu. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xác định linh kiện chết nhá. Đây, đồng hồ đây. Vặn về cái thang đo diode này. Đây, cái mũi tên diode này. Các bạn nhìn nhá, đây là các xác định nhanh. Các bạn nhìn thấy các chân giữa này chưa? Các bạn đo này cho mình. Không chạm nhá. Không chạm nhá. Không chạm nhá, các bạn thấy không chạm đúng không? Nó sẽ phải đổi hơi nhiều thế. Các bạn thấy chạm chưa? Như này là chạm được không này. Như này là con linh kiện này chết này. Bây giờ chúng ta sẽ nhấc nó ra. Người sử dụng thì mình luôn luôn khuyến cáo là các bạn nên mang ra thợ. Vì bệnh thì nó mô hình vạn trạng. Cùng là sinh lý yếu, nhưng có thằng bị tâm lý, có thằng thì bị súng. Vì vậy nó đều quy vào tội sinh lý yếu. Trong quá trình không lên thì bệnh nó giống hệt nhau nhưng nó khác nhau. Vì vậy là các bạn bắt chiếc được thì các bạn bắt chiếc. Ok thì là cứ thế chúng ta dùng thôi. Còn không ok thì vẫn là khuyên các bạn lên mang ra thợ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Và khi bị như này thì thường nó sẽ đập chết Cebu. Vì vậy là các bạn phải để ý, nếu mà nó lên được rồi mà nó không lên hình thì các bạn phải thay Cebu cho mình. Còn sau khi các bạn nhấc con linh kiện đó ra này thì các bạn để ý các bạn đo nguội lại. Đây nha các bạn nhé, con phép mình rút ra này, các bạn nhìn này. Chết nhá. D thông sang S này, có nghĩa nó sẽ đóng thẳng 12V vào. Bây giờ mình sẽ đo lại chân GS trên này, đo chắc tay ra. Đấy, như này là không chạm này. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối lại cái dây. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta kích nguồn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó không ngắt nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cho Cebu vào. Đưa anh con TL460 với nhá. Con này là 5.300 của khách này. Nếu nó không vớt cốt thì là chết Cebu. Vì cái tình trạng đấy nó đóng vào nó rất hay chết Cebu. Vẫn treo reset, vẫn mất nguồn V co. Có rồi, không phải là cạc này đang bị nỗi. Nhặt cho anh con chip ấy cái. Chip E. Xong con TL460 đâu nhỉ? Nắm bệnh thế. Mà anh họ lên rồi. Đủ má nắm bệnh thế. Cứ đang mượn cái tài giả xong có chết có lắc không? Ok nha các bạn để ý này. Quan trọng là chúng ta đã kích được cái nguồn và nó không sập. Nhưng cái này hơi đen là nó chết theo cả IC clock. Đây nhá, chết con này này. Mình tí nữa mình sẽ thay và mình sẽ quay lại cho các bạn. Nhưng thường thì cái tỷ lệ này là tỷ lệ do ăn ở không tốt đấy mà. Hôm qua cãi vợ nên tự nhiên là nó chết theo con này. Chứ hôm qua thề với bạn là nấu cơm đầy đủ cho vợ thì không bao giờ nó chết cả. Đây này các bạn nhìn này, nguồn V-Co nó sinh ra rồi này. Thấy chưa? Thấy chưa? 1,5 đủ này, các bạn nhìn IC clock chết này. Đó, ở đây nó phải là 0.4, bây giờ nó dâng lên 2.4. Đấy, ở đây này. Thì IC này đã bị chết và chúng ta sẽ phải tiến hành thay thế IC. Đấy. Ok, tí nữa mình sẽ thay IC và mình quay tiếp video phần 2 cho các bạn. Các bạn nhớ đợi chờ phần 2 nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là không cần dùng máy khò máy hàn có thể thay được con IC này. Một cách tỷ lệ là chuẩn xác 100%.